con có muốn đi học không? Tí bác đưa con đi xin học nhé. Đi nhé. Đi học viết, học viết không bác đưa đưa con đi. Có một con lại to hơn nữa, hai con phải có 40 mấy triệu rồi mà không có mấy cái bé nữa. Đắt nào, vừa có con nó vừa cháng nó to mà, với lại con phải nó kéo mà, có biết cưới được không? Thao sợ đâu ra lắm. Yeah.
ngon thế. Bán củ đậu à? Ừ. Ngon lắm. Thì cái con mới phụ. Mau ơi, Vân mau ơi. Thank you.
Con đi học có ngoan không? Con đi học có thích không? Có. Chơi với các bạn vui không? Có. Chỗ bên dưới nhé. Bác cho con đi học. Bác cho con đi học à? Thì con thích không? Ờ. Mẹ ở đây với con, mẹ đừng bỏ con nha. Mẹ không bỏ con đâu. Mẹ thương con lắm. Mai mẹ lại về thăm con nhé. Con đây với bác ngoan